Về thiệt hại 800 tỷ đồng, theo đại diện Viện Kiểm sát, điều này xuất phát từ lý do Ocean Bank làm ăn thua lỗ và ngân hàng nhà nước bắt buộc phải mua lại. Viện Kiểm sát chia sẻ với các bị cáo những khó khăn trong việc kinh doanh trong thời điểm đó, nhưng với trách nhiệm phải bảo toàn vốn theo quy định, để xảy ra thiệt hại thì các bị cáo phải chịu trách nhiệm. Tương tự như vậy, cơ quan công tố cũng cho rằng việc dừng thoái vốn của PVN tại Ocean Bank là có căn cứ vì kết quả tài chính cho thấy lợi nhuận sau thanh tra tại ngân hàng này tại thời điểm đó là âm vốn chủ sở hữu. Thậm chí tài chính âm xuống 2,5 lần nên không có vốn để chuyển sang cho đối tác khác.